Hoàng Duy, em thấy càng kéo dài chỉ thị 16 thì người dân càng khó chấp hành. Giờ chạy xe ngoài đường cũng nhiều hơn tuần trước rồi thầy. Đúng rồi đó. Anh thấy đường anh nó chạy vào dèo cũng chả biết sao. Nói chung bây giờ ấy, người dân là một cái gì đó, là một cái phạm trù nó rất là rộng lớn. Hiểu không? Dân nó có dân này dân kia. Dân nó có dân A, dân B, dân C, dân D. Dân lưu vong còn có hả mấy em? Nên bây giờ một cái xã hội nó rất là phức tạp. Đó. Thì thôi các bạn cố gắng sống tốt đi. Mình sống tốt cho mình sống tốt cho gia đình mình. Đó, mình chấp hành tốt cái chuyện cái chỉ thị của nhà nước, của địa phương. Vậy thôi. Còn chuyện xã hội kể mẹ á. Chứ giờ sao quản lý được hết, không cách nào. Ví dụ như bạn nói là giờ chỉ thị 16 kéo dài á thì người dân càng khó chấp hành, giờ chạy xe ngoài đường nhiều. Nó ảnh hưởng tới sinh nhai, nó ảnh hưởng tới cơm áo gạo tiền, nó ảnh hưởng tới lưa hết. Đó nên mò thôi. Mọi chuyện chả biết nói sao cho phải. Còn mấy thằng nó cố nói cho nó hay, nó kiếm tiền bạn ơi. Nó kiếm tiền chứ nó phản động. Đúng không? Nó nói vậy ghê lắm. Nó nói nghe như tận thế tới nơi vậy. Rồi xong rồi nó phải làm thế này, phải làm thế kia. Mấy người đó không phải phản động tụi con các bạn. Các bạn nghe lời tôi đi, các bạn cứ ngồi đó, các bạn nhiễm độc vô đầu đi. Hello, các bạn nhiễm độc vô đầu, mốt bạn mang cái tư tưởng là tư tưởng tiêu cực. Tư tưởng bất mãn là cuộc đời bạn như the end rồi. Cuộc đời bạn kết thúc rồi. Mới xuống bạn nghe thấy cái gì mà bất mãn mãn rồi đấy. Ví dụ như gái mà nó quen bồ á, nó cũng có quen cái con mà nghe tư tưởng bất mãn, tư tưởng xàm. Đó, mà ngược lại ai cũng vậy thôi bạn ơi. Mình sống á, mình phải có năng lượng tích cực. Trong hoàn cảnh nào mình phải tích cực, đúng không? Chỉ có cái tích cực á thì giúp chúng ta nhìn nhận vấn đề sáng sủa hơn chút xíu, và từ đó chúng ta có những cái việc làm nó tốt đẹp cho bản thân gia đình và xã hội. Giống như bạn vô phòng thi vậy, bạn chưa thi nghĩ rớt mẹ rồi, thôi rớt rồi thi làm gì tốn tiền, nội tâm lý không thua nữa rồi đó, thấy không? Mình cứ vô phòng thi mình cứ nghĩ rồi hên ai cô chứ dễ quay phao. Nó ví dụ thôi nha, nó là cách nói chuyện của Duy, là các bạn phải hiểu á, cách nói chuyện của Duy là Duy ví dụ chứ không phải là Duy kêu bạn quay phao đó. Rồi mày giật tích mà nói Duy Nguyễn kêu quay phao nữa là thật, cái thứ mất, cái thứ mà gọi là gán chữ vô miệng người ta là quân mất dạy. Cái đó mình nói thiệt, tối ngại gán chữ vô miệng người ta không à. Đó, gán chữ vô miệng người ta, rồi nói người ta nói này nói nọ. Tôi không có kêu bạn quay phao, tôi nói là ví dụ như giờ bạn nghĩ bữa đó cô giáo canh phòng lơ làng thì các bạn quay phao, tôi nói ví dụ để mang cái năng lượng tích cực. Hoặc là bữa đó đề dễ thì sao, đúng không? Hoặc là bữa đó trúng tủ thì sao? Có nhiều cái cách để chúng ta nghĩ chúng ta lạc quan, chúng ta đem chúng ta sống. Mẹ tiền đã không có rồi, tinh thần còn không có nữa là chết. Vật chất nó lô, mà ý thức nó lô. Cái nữa là cái như bạn vô hòm đó nha bạn. Đó. Ông Trần, theo mình thấy thì dịch này cũng hay, giúp ta có được khoảng thời gian để nhìn lại phía sau mà trước đây ta chỉ hướng về phía trước. Đúng rồi, thôi nhìn thì nhìn đó bạn ơi, nhưng mà nói chung thì cuộc sống đâu phải ai có cái chiều sâu vô đâu. Đâu phải ai cũng có được cái sự nhìn nhận nó vậy đâu bạn. Xã hội thì nó nhiều lắm, tôi nói thiệt chứ bạn á. Nhiều khi bạn không ra đường thôi, bạn lý tưởng quá xã hội. Xã hội nó có rất là nhiều phân khúc. Quên không mang khăn. Như các bạn nói là tầng lớp và giai cấp thì cũng đúng luôn đó. Không có gì phải ngại kìa. Tầng lớp và giai cấp là cái chuyện lúc nào cũng có hết. Mấy phản động nói chuyện nghe ngứa nách, hôm nay anh không like nó làm lớn các bạn. Tối ngày nó nói cái gì nói chung là người có tiền và quan chức thì thế này thế kia, người dân đen thì thế này thế nọ. Nó nói cái mỏ nó hay lắm. Bây giờ anh hỏi ngược lại mấy bạn phản động nè bạn ơi. Ủa sao ông Trump cũng bị Covid mà không chết? Đó. Ông Trump ông bị Covid mà ông sống được, ông trị có 2-3 ngày ông hết rồi. Vậy sao hơn 600.000 người dân Mỹ chết? Vậy bạn trả lời coi tôi có phải giai cấp không? Đó, ta đụng vô cái nguyệt đó không dám trả lời mà tối ngày nhoi nhoi và nhảy nhảy. Đúng không em? Đúng. Em ừng cái cho anh vui rồi. Đúng, ừ. Mong em có đồng ý với một xã hội nào nó cũng phải có giai cấp cả. Không có xã hội nào không có giai cấp, nó ít hay nó nhiều thôi. Đúng rồi. Có đúng. Người giỏi, người không giỏi, người giàu, người nghèo. Hả? Đủ kiểu. Ở đa đâu chả vậy? Mọi tầng lớp. Còn tầng lớp của mình là mình uống EAA chuẩn bị tập. Đó. Nhiều khi chán chả muốn nói thiệt. Chả mà suốt ngày chán không chả giúp qua, gì cũng than, chả giúp gì được cho Việt Nam. Thì suốt ngày chỉ có than không à. Than gì chung than thì đương nhiên là không than rồi. Mình năm đầu sáu tay mà tính lo hết thiên hạ. Ủa đâu lo hết thiên hạ gì đâu. Thì than làm gì?
trên mạng cá đóng mà nó ngồi nó bú farm mà nó kiếm tiền, không có tên đâu, nó chết nên nó làm nữa, gì nữa bé mang đâu like đâu bú gì nữa, nó bú cái cũ. Nói chung là cái cuộc đời của anh á, mà nó bỏ tên anh ra nó đói, mang YouTube dơ á, thấy không, nó bỏ tên nó đói, nó bỏ tên Việt Nam ra nó đói đó. Nghĩ làm sao mà bực mình thiệt. À, vô 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 uống gì vậy? EAA. Ủa vậy hả? Hôm nay em lấy Ủa bạn nãy giờ thấy Duy Nguyễn nói chuyện có gắt không bạn? Nói chuyện có gắt, xin lỗi các bạn nha. Trong 15, 30 phút đầu thì là thời gian giao lưu thôi. Cũng không biết nói cái gì. Tại chủ cũng không tính nói. Bạn hiểu không? Nhưng mà nhiều chuyện quá nên mình phải nói. Chứ tập mình không phải nhiều chuyện nữa anh hả? Anh em mình vô cái coi. Vô. 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 Đó. Nay tập gì anh? Hả? Nay tập gì? Béo. Béo hả? Ừ. Nay em tập hông. Hip. Đúng không? Ừ. Ông Trung ông tổng thống thì ông bị Covid, ai ta để cho ông chết? Thì chuyện nó đương nhiên chứ không phải giai cấp không? Ừ. Chuyện nó ai nói gì đâu. Ủa anh đâu nói gì đâu. Mà ông mập ha. Ông mập ha. Mà ông bị á. Mà ông đó, nhưng mà ý cái bọn kia đó, bọn phản động á, nó ngồi nó nói Việt Nam này là có giai cấp thì tao không mẹ nước nào chả có giai cấp, nhưng mà nó nhiều hơn ít thôi chứ, đúng không? Người ta chọt vô hơn 600.000 người chết thì nó không nói, nó nói có bệnh thì có chết. Mà xong ở Việt Nam này, từ cái củ cải rồi từ cái cọng rau rồi từ cái gì nữa rồi từ tới cái chuyến người hồi hương, cái giống quỷ gì nó cũng nói được hết á. Nó cũng đi nó cà khịa, nó cũng đi nó ngồi nó chay trét rồi nó ngồi nó kiếm tiền. Thì tôi chỉ hỏi bạn cái hành động đó bạn có đáng là con người hay không, tôi chỉ hỏi vậy thôi đó. Người ta chọt lại bên Mỹ thì nói ở bên Mỹ kệ mẹ nó, nói chuyện Việt Nam đi. Ở trong khi quốc tịch mình không có, quốc tịch Mỹ mình cũng không, quốc tịch Việt Nam cũng không, mình chỏ mỏi ở đây mình nói. Ủa quốc tịch Mỹ sao không có? Nó làm gì có, dễ có lắm. Chứ thuộc là đối tượng tị nạn hay là đối tượng gì? Ờ là, ủa em tưởng ở bên đấy phải có quốc tịch Mỹ chứ. Có thằng Kỷ Khô nó cho thẻ KT3 ở đỡ, xong phải thi. Tức là nói thật sự chứ nó chính trị em về, nó có những người ta ở Việt Nam này trong phản động á, xong cái bị bắt ở tù, hiểu không? Ừ. Bị bắt ở tù xong rồi cái này nọ chọt qua chọt lại đồ, những cái lá bài chính trị ngoại giao giữa nước A, nước B, nước C đồ. Xong cái tổ chức gọi là cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc đó, nó bảo lãnh mấy người đó đi qua nước thứ ba. Thứ ba có thể là Canada, thứ hai có thể là Đức, có thể là Australia và có thể là Mỹ, hiểu không? Xong mà nếu mà bảo lãnh được á thì sẽ có cái dự sự gì qua lại với chính phủ Việt Nam mình á thì mình không biết. Mà tóm lại mấy người đó người ta sẽ đi qua bển ta ở. Người ta có thể là đi ra cả gia đình hoặc đi một người. Xong rồi khi mà họ qua bển ở, người ta cho họ cái tạm trú. Cái tạm trú dài hạn giống như KT3 Việt Nam, kêu loại thẻ xanh đó, Green Card đó. Hiểu không? Vậy thôi. Mà có Green Card đó phải đủ 5 năm ở bên đó. Làm lụng như ABC đủ điều kiện, nộp đơn thi quốc tịch đậu thì có quốc tịch rớt thôi. Đại loại đó như vậy. Nhưng mà thường có bển họ làm YouTuber. Tại không có nghề nghiệp gì họ làm được hết á. Thấy không? Ừ. Xong rồi cái nhiệm vụ của họ là cứ đi khuấy động ráo làm cho loạn mẹ cái nước Việt Nam này lên để cho thu hút cái video đó nhiều người coi đó, để họ kiếm tiền họ quảng cáo trên đó đó. Nhưng mà cái tiền họ quảng cáo thì nó không nguy hiểm bằng cái hiện tượng mà nhồi sọ vô những cái thành phần mà ở Việt Nam này dân trí nó không cao, nó gây ra sự bất mãn, hiểu không? Gây ra sự bất mãn, tức là ví dụ như giờ một người ta bần cố nông nghe nói sướng quá, ủa nó tại sao trên đời tao sinh ra tao bần cố nông mà tao sinh ra tao phải làm vua mới đúng chứ, cái kiểu đó như vậy, hiểu không? Chứ còn nếu mà cuộc sống ai cũng vươn lên trong nghèo khổ, ai cũng vươn lên bằng sức của mình đó thì không có cái khô gì mà nói đó. Ví dụ như em cứ vươn lên bằng sức của em rồi sau này người ta thấy em năng nổ gì đó người ta giúp đỡ, chứ nó chỉ bình thường, nhưng mà không phải đó. Ôi trời sinh ra trời sinh ra phải cho tao 3 trụ chứ tao mới chịu, chứ thấy Duy Nguyễn 4 trụ, tức là nằm một chỗ mà gọi là gato, mà nằm một chỗ bất mãn. Khi mà họ bất mãn rồi họ giống như Chí Phèo đó, mẹ cái vỏ giống quỷ gì bất mãn hết á, giá xăng lên bất mãn nữa. Nó giá xăng lên, cộng rau, cộng củ, cộng cải gì đó, nước A chơi nước B, nước B chơi nước C, Việt Nam thăm Trung Quốc, Việt Nam thăm Nhật, cái giống quỷ gì nó bất mãn được hết. Em hiểu không? Cái giống quỷ nó cũng có đề tài ra để nói hết á. Có nghĩa là sống mà dễ bất mãn đúng không? Mà bất mãn thì cái gì bất mãn? Thứ nhất á là mình thất bại cái gì đó mà bất mãn. Thứ hai á là mình không bằng người ta, mình dở. Hiểu không? Mình dở, mình không bằng người đó, nên mình bất mãn, mình đâm bị thóc, mình thọc bị gạo.
mình thấy thằng kia đi xe hơi mình phải nói là má thằng chó đẻ này nè, mày mua xe hơi là mày là tiền của ông già mà cho phải không? À, hay là mày mua xe hơi này mày trả góp mày láo nè, hay là mày mua xe hơi chi rồi ngoài đường có bao nhiêu mảng đời bất hạnh đồ á, cái kiểu nói chuyện nó sẽ là như vậy. Bởi vì xã hội nó phức tạp lắm em, phức tạp cực kỳ phức tạp luôn. Sống trên đời ra mình gặp tụi nó phải khiêm nhường, mình ra gặp tụi nó phải cúi đầu dạ dạ thưa thưa cho qua chuyện, không đùa được đó nó đâu. Mà tao nói là gì, nhất sợ kẻ anh hùng, thứ hai sợ kẻ cố cùng liều thân. Bá Kiến nói vậy đó em. Thì mấy cái đó để cho nhà nước người ta giải quyết. Thì nói chung á, thì ngày xưa không có mạng xã hội thì ai biết gì đâu, thì nhà nước cứ giải quyết chuyện của nhà nước, thấy không? Còn bây giờ ví dụ có mạng xã hội thì cái giống quỷ nó đập cho mặt ầm ầm hết, thì có người ta chọn cách phản ứng khác nhau, có người ta chọn im lặng, có người chọn block, có người chọn đứng ra đập mày luôn. Nó lại tại vì họ ở quốc gia khác nên là nhà nước cũng khó đúng không? Có nhiều vấn đề lắm em, bởi vì xã hội nó phát triển nó theo guồng máy của xã hội. Hôm nay dịch bệnh nó tăng cao quá em ơi, đang chán. Nói chung không phải chán gì, nhưng mà thật sự á, đọc tin nó toàn là tin hơi xấu xấu không à, đúng không? Mà mình lên mình like những tin xấu xấu gì nữa thì vô tình làm cho hoang mang dư luận. Tật anh thích vậy đó, anh không thích vậy. Anh là người quan điểm của anh lúc nào cũng mang thông điệp tích cực đó, quan điểm của anh rất rõ ràng. Nhưng làm gì nó phải hợp lý, hợp tình và hợp pháp. Làm gì nó phải có giá trị thương mại. Anh là dân kinh doanh mà, đúng không? Làm gì phải giá trị thương mại, đúng không? Anh là bạn của Mỹ đế mà cà khịa Mỹ kia nha. Nó quan điểm mà rõ ràng. Ông mà làm ăn với Mỹ, nó nói tao ghét Mỹ. Mà ghét Mỹ làm ăn với Mỹ làm gì? Ghét Mỹ nào nói cho rõ. Mà nó không dám nói ra. Anh bảo nó không có quốc tịch thì sao làm Mỹ được? Thì anh mới dùng chữ Mỹ kia. Đấy, Mỹ kia không, anh dùng sai chữ rồi. Bậy, có những đứa có quốc tịch luôn em. Có những đứa có quốc tịch luôn chứ mày không, đúng không? Mà cái thứ Mỹ đó mới láo. Cái Mỹ đó là cái Mỹ mà gọi là chia rẽ Mỹ với Việt Nam. Nó đâm bị thóc, nó thọc bị gạo. Đó. Còn trong khi người Việt Nam chân chính và người Mỹ chân chính, họ bắt tay với nhau, họ làm bạn với nhau, họ lắng nghe nhau. Đó. Cái này xã hội ít ai hiểu lắm bạn. Ít ai hiểu lắm. Mà cái bọn kia kìa, nó cứ gom Mỹ là của nó. Người Mỹ kia thì thấy họ qua mình họ khen không? Ừ. Người văn minh, họ người Mỹ kia là bạn của mình, là bạn của những người Việt Nam chân chính, và họ là bạn của những doanh nghiệp Việt Nam, và họ là bạn của chính phủ Việt Nam. Giống như có ông bộ trưởng quốc phòng mới qua tay bắt mặt mừng đi thăm này nọ ABC, đó là Mỹ đế, đúng không? Người ta còn tặng vaccine người ta này nọ, người ta nói thôi được ABC chơi nhau bánh ít đi bánh quy lại đồ đó. Nhưng mà cái bọn Mỹ kia kìa, nó sẽ nói rằng Việt Nam đang ăn xin Mỹ đế của nó. Không có Mỹ đế nào của nó hết á. Mỹ đế là Mỹ đế của Việt Nam. Ok. Đó, tôi nói cái điều này ra là có sách mách có chứng nha. Thằng nào cũng phục tôi đây ca lộn. Chỉ có Việt Nam này nâng tầm thương mại với Mỹ kia thôi. Nâng tầm thương mại với Mỹ đế. Còn mày Mỹ mọi mày nâng tầm cái kiểu gì? Welfare thì mày xin. Đó. Mày làm YouTube thì mày bú farm. Nó biết bao nhiêu doanh nghiệp xuất khẩu cá tra cá ba sa, biết bao nhiêu doanh nghiệp may mặc này nọ trong có con BBT của tôi nha. Tôi làm ăn với Mỹ đế, tôi mới tạo công ăn chuyện làm cho những người dân Mỹ chân chính nó bển, và thằng người Mỹ đó nó mới có giá trị thương mại Việt Nam đó. Đó là quan hệ hai chiều, quan hệ bạn bè. Ông nói cho rõ, người tiêm đủ vaccine không phải cách ly về từ vùng dịch, đồng nghĩa với là tiêm đủ vaccine là đi du lịch thoải mái, nhưng mà vẫn có khả năng lây lan mà anh. Cái chuyện lây thì không lây, cái chuyện đó chuyện của sinh lý, chuyện của sinh học, chuyện của y học, ok. Còn ở đây người ta nói về pháp lý. Tức là sau này cái việc tiêm vaccine nó giống như là cái việc hành trình pháp lý của em đi qua nước này nước kia. Hiểu không? Anh đang nói quốc tế hay nói Việt Nam không? Cả hai luôn. Ở Việt Nam, dụ giờ mấy em dẫn gái đi Phú Quốc. Xong rồi người ta hỏi hai đứa mày tiêm chưa? Tiêm rồi thôi đi chơi thoải mái. Rồi xong rồi đi qua Mỹ đế. Mỹ đế chứ phải Mỹ kia nha, nói rõ ràng à. Đó là hỏi bạn tiêm vaccine chưa? Đó. Hiểu chưa? Nó là cái pháp lý. Bởi vì sống nên có kiến thức đi mấy bạn. Đừng có ngồi đây xàm xàm. Nhiều khi mình thấy mấy đứa mà nó xàm tào lao, mà nó gọi thuộc cái trường phái mà ăn tiêm vaccine đó, mình thấy tội nghiệp cho tụi nó luôn á. Không lẽ mình nói với thiệt. Nhiều khi thôi, cũng kệ mấy bạn. Nó là cái hành trình pháp lý. Bạn biết thì bạn chơi, không biết thì thôi chứ. Sao lại đột xuất tự nhiên có một chiến công du nước ngoài đã đời, trong khi á mình chưa tiêm vaccine, đi lại sẽ rất là khó khăn.
mà chưa kể qua bên kia cách ly không cách ly mà xui cái má qua bên kia nó bệnh, nó đổ bệnh nó mới đau chứ. Anh nói đúng không em? Đúng. Thí dụ như giờ mình đổ bệnh ở Việt Nam này, đất nước quê hương mình từ nhiều cái cách mình xử lý. Còn bây giờ ví dụ như qua bên Mỹ Đế đi, mà lỡ bắt tay trong thằng nó anti vaccine cái nữa, hai đứa nhập luôn, lúc đó làm sao?